Sau khi có màn đi bắt rắn ngoạn mục ở tập 12 sao nhập ngũ 2023, Thiên Ân và Trang Hí tiếp tục có màn vệ sinh chuồng heo và cho heo ăn gây cười cho khán giả. Tình huống này diễn ra trong tập 13. Trong khi cô nàng Trang Hí ngay từ đầu rất hứng thú với đàn heo cute for my que của doanh trại, thì cô nàng Hoa hậu Thiên Ân lại trái ngược. Ban đầu, Thiên Ân còn phát ói vì mùi chuồng heo. Tuy nhiên, với tinh thần của một tân binh, Thiên Ân cũng nhanh chóng vượt qua sự khó chịu, lao vào tắm và cho heo ăn. Đỉnh điểm, nàng hậu sinh năm 2000 khiến ai nấy phải cười ngặt nghẽo khi gọi đàn heo theo cách gọi đàn gà. Xem ra đây là trải nghiệm đầu tiên của Thiên Ân với đàn heo và chắc chắn đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên được trong cuộc đời của cô nàng. Ân có một cái lỗ mũi rất là thính. Ân cảm thấy bị stress với mùi hương á. Ân không sợ con heo, Ân chỉ sợ mùi của tụi nó. Mình không thể nào mà mình kìm được cái sự buồn nôn trong con người mình. Thì Ân nhắc thôi. Thiệt. Thôi vào việc thôi. Sao ổn không? Xây sẵn nhẹ. Vô luôn hả? Đúng rồi. Cái quần này mới giặt mà. Đúng rồi. Trời đất ơi. Ê, không cắn. Đừng có đánh lộn coi mấy đứa này. Hư quá. Nhà nó nhìn nó liếc kìa, nó lườm kìa. Đây mặt cô teo quá à. Ê, cưng nó cưng quá à. Ôi, cưng mà nó thúi quỷ vậy. Ê, trời ơi, nó giật cho mặt. Không, chị Trinh à. Vô tắm chung được. Không, chị muốn tắm chung cùng heo hả? Vô. Mẹ đến đây, ôi trời. Mẹ đến đây các con yêu. Em vô phụ chị nè. Vô đây, tụi nó mê mày lắm. Hoa hậu mà, vô chơi với nó đi. Đi qua bên kia. Chị Trang ơi, nó kỳ quá vậy. Heo mà làm như gà. Gà, mấy đứa này. Ủa sao vậy, sao đè đầu nhau vậy? Đừng có đè đầu nhau con ơi. Không ăn biết bạn nữa, đè nhỏ dịp lép luôn. Trời ơi, sạch quá nè. Sạch đông chi kiếp. Con nào là con mẹ vậy? Ở đây không có mẹ hả? Heo con không hả? Có em là mẹ đó. Giờ mình cho nó ăn sao ta? Mình cho gà ăn đi trời. Ủa gì vậy trời? Ủa nó ăn vậy nó có bị bao tử không ta? Cái hãng hơi cứng á. Chị. Giờ cho nó ăn sao nè? Đắp ngoài nè. Đổ ra cho nó rồi hả? Đắp như gà vậy đó. Nani? Nó chơi vậy là em làm đúng rồi. Chị, bỏ vô má chứ. Ăn bao giờ mới xong? Con heo nào mà ăn như gà vậy? Không, không phải heo, tiếng Anh á. Tiếng Anh ăn. Nè, giờ đổi vô máng không? Đổ hết đi. Trời ơi, mấy đứa ơi, mấy đứa không có vàng ra gì cho ăn gì hết trơn á. Nè đó, tôi cho bên này nè. Rồi nè, cả lớp trực tự nè. Ờ, cả lớp nghe. Nè, lớp trưởng nghe. Lớp trưởng lên quản lý mấy đứa đây nè. Ê, sao mà lớp mà vô kỷ luật vậy? Bây giờ là bạn nào ăn vụng trong nhà học là cô ghi. Nè mấy đứa, hôm nay nè, lớp có thầy cô tới vụ gì không? Đi. Vô. Vô. Tới bàn nhiều mấy đứa. Thôi vô. Nè, chúng mình thích nhận nè. Sau nhập ngũ sản xuất bởi Viettel Media.